máy ép chậm rôm hàng này đi. Đây là cái chế độ này, còn đây là nhấn nhả. Khi mình đi là phải có mũi chung mũi tên như thế này thì phải sử dụng được. Một tay không mở quá. Đẹp. Nó có thêm cả cái kiểu bạ để bạ hai loại lọc bạ nhé. Cái là lọc mịn và một cái là lọc thô. Đầy đủ sách hướng dẫn và đồ vệ sinh.